dụ về đã đồ đã thắp hương rồi thì có nên thắp hương lại không? Giờ tôi mua rất nhiều hoa quả, tôi đang để bày lên này cho đỡ vướng, thì tôi để một cái quả từ vấn này vẫn đúng quả. Bây giờ chúng ta đã thờ, đây có linh rồi, cũng đã về rồi, mặc dù là hơi lộn xộn lúc mình đang làm thì thắp hương thôi. Tôi sẽ làm ví dụ cho các bạn thấy là đồ chúng ta thắp hương rồi có nên thắp hương lại nữa hay không. Như tôi vẫn nói là đồ chúng ta thắp hương rồi đừng mời đi mời lại nhiều lần. Tất nhiên đây là vừa mới hết hương cái thì chúng ta làm ví dụ luôn thì nó cũng hơi khó đấy, nhưng mà tại vì dễ vẫn còn cái sự linh ứng. Tuy nhiên là tôi vẫn thử, bây giờ tôi sẽ mang đi, tôi đổ cái hương này và tôi xin lại xem là cụ Trung Quỳ chúng có về không với đồ lễ, chứ vẫn là đồ lễ cũ. Bây giờ đã hết hương rồi này, hết hương tôi đo lại xem. Thường hết hương là các cụ đi không còn. Đấy, hết hương là lắc lư rồi nhá các bạn ấy. Và với cái đồ lễ mà chúng ta vừa rồi đã thắp hương khấn xin về rồi thì có nên khấn lại không? Bởi vì thường là ví dụ ở cửa hàng thì mọi người thờ thần tài, đúng ra là các bạn chỉ cần mùng 1, 12, 15, 16 các bạn cứ ngày nào các bạn thắp đúng không? Các bạn mua đồ thật xanh mà đỡ phải dùng, đỡ phải cắm nhiều ở chùa. Thế các bạn thấy ở chùa là người ta sẽ để cả tháng luôn, để cả tháng luôn, rất nhiều hoành tráng mà để cả tháng. Và sau đấy thì để cho đỡ phí thì một số nơi còn đưa ra cái lễ hỏa thực, gọi là đốt đồ cúng nó cháy, xong thậm chí còn quay clip để cho xem là ôi sư thầy à Đức Phật vào bay trong lửa để lấy đồ lễ, đúng không? Một số nhà ngoại cảm thì đốt lửa để xem vong linh về nhận, còn một số sư thầy thì đốt hỏa thực xong cả quay clip chụp ảnh và thấy có hình Đức Phật. Đức Phật còn nhảy cơ vào ngọn lửa để lấy đồ lễ này. Máu quá. Các bạn cứ xem này trên mạng, xem tôi nói có đúng. Quay clip nó hỏa cháy, đốt hóa vàng, đốt lửa xong thấy hình Phật. Bây giờ là tôi xin lại lần hai nhé, coi như là thực ra ví dụ để đúng sang ngày hôm sau thì sẽ chính xác hơn, nên là bây giờ tôi cứ thử đã. Nếu mà không linh thì thôi không cần hôm sau, còn nếu vẫn có linh thì đúng như tôi nói là chúng ta phải để hẳn một hôm chúng ta xin thì nó chính xác hơn. Chịu nóng là ví dụ cho các bạn. Đúng ra những cái này là những cái clip cực kỳ thực tế mà thường đi làm mà khách hàng mới gặp, mỗi nhà có một kiểu. Còn đây là đi làm gọi là cho các bạn xem thực tế này, lộ hết thiên cơ, các thầy khác học hết bí kíp. Bình thường các thầy còn lý thuyết không có cái đo đâu. Hợp tình hợp lý là được. Có lẽ tôi cũng sẽ đưa lên mạng một thời gian cho các bạn xem, rồi tôi sẽ cất đi. Đây, cháy rồi nhé các bạn nhé. Tương tự tôi sẽ xin tiếp lại ngài Trung Quỳ. Tôi khấn không à?
không, làm lễ này thì tôi khấn nhanh thôi, khấn xin ngài về thôi. Các bạn thấy bắt đầu dao động, tức là không vững, tức là vẫn còn hơi lắc lư một tí ấy. Nên là tôi mới bảo là để vào đúng giữa thì hơi lắc lư một tí để bên ra ngoài, tức là vẫn có linh nhưng mà yếu, có linh nhưng mà yếu, tức là bị lắc lư. Cái này đúng ra là để đến ngày mai làm cho các bạn thì nó sẽ chính xác hơn, các bạn sẽ thấy mất linh luôn. Nhưng là thường như tôi nói là các bạn trong ngày các bạn thắp hương được, hoặc là cùng lắm sau một ngày, thì khấn đi khấn lại là không được, người ta sẽ không về. Nhất là ở Tết ý, cái này Tết các bạn thấy rõ lắm, nhiều người cứ thắp hương liên tục, cứ màu và bao giờ đỏ hương các cụ mới về. Không ai rảnh rỗi suốt ngày về với bạn được. Tôi sẽ để đây đến ngày mai tôi là quay tiếp, làm clip tiếp cho các bạn.